Nhân vật của con Trang là một cái cô bác sĩ ban ngày thì làm việc rất là chăm chỉ, đúng một cái hình mẫu là một người bác sĩ rất là đỉnh đạt. Nhưng mà khi mà về đêm thì mọi người không biết được là cô ấy có một cái sự nổi loạn ở bên trong con người của cô. Alo, tôi nghe. Nhanh lên. Nói tiếp đi. Được, tôi tới liền. Với Cô Dâu Đại Chiến phần 2 thì anh Victor Vũ là đòi hỏi là tất cả các nhân vật trong cái bộ phim của anh đều phải action hơn một tí xíu. Ai cũng phải có hành động và gọi là bạo lực thì không tới đổ bạo lực, nhưng mà ai cũng có những cái cảnh mà hành động Vân Trang rất là thích. Tôi nghĩ mùa Tết là một mùa mà quý vị khán giả rất cần một cái sự tươi mới hơn nè, vui vẻ hơn. Thì Vân Trang nghĩ là bộ phim Cô Dâu Đại Chiến sẽ là lựa chọn số 1 cho quý vị đó. Hãy đến rạp và ủng hộ cho Cô Dâu Đại Chiến để xem bác sĩ Mai Châu khùng như thế nào và bộ phim Cô Dâu Đại Chiến quái như thế nào nha. Thà giết lầm, không bỏ sót.